Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người vợ ở Phú Thọ tìm thấy chồng mình sau 11 năm bỏ nhà đi lang thang. Trong câu chuyện, người đăng tải lên mạng xã hội cho biết anh chồng mắc bệnh, bỏ nhà đi từ khi con thứ hai còn chưa đầy 5 tuổi. Gia đình năm nào cũng đi tìm, thấy ở đâu báo có người giống cũng tìm tới, nhưng chưa lần nào gặp đúng người. Rồi tình cờ hay do ông trời đưa đẩy, một người đăng video clip có hình ảnh người vô gia cư đi ngang qua nhà mình lên TikTok. Ngay lập tức chị vợ nhận ra người này có nét rất giống chồng mình dù đã hơn 10 năm chưa gặp. Chị lập tức liên hệ nhận mình là vợ của anh và hy vọng TikToker khi nào bắt gặp lại người vô gia cư này thì kiểm tra xem trên ngực anh có hình xăm không, nếu có thì giữ lại để gia đình chị lên gặp. TikToker cũng đã rất nhiệt tình và đi tìm anh giúp chị. Câu chuyện được rất nhiều người quan tâm. Khi tìm được thì kiểm tra đúng là lồng ngực anh có hình xăm thật. Nữ TikToker liền báo cho chị vợ, gia đình lập tức lên và cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt đã xảy ra. Như chưa hề có cuộc chia ly, gia đình đã gặp lại anh. Nhưng buồn là anh không nhận ra họ, không nhận ra vợ con mình. Hiện anh đã được gia đình đón và đưa về nhà tại Phú Thọ. Bạn này về đi. Đây chị vợ đây. Em trai đây, em trai của anh đây. Bỏ khẩu trang cho mọi người nhìn tí. Đấy em trai ruột của anh đấy. Giống mà, giống nhỉ. Mà giống giống cái ảnh mà chị kia gửi lên ấy mới giống. Mặt tròn tròn thế. Tuyết biết đầu tiên à? Người nhà đi tìm Tuyết biết à? Tuyết nó lên lại. Đây vợ đây. Chị bỏ khẩu trang xuống nào cho mọi người nhìn. Đấy chị vợ đấy. Vợ yêu mê trai. Yêu anh vì anh ấy đẹp trai. Bà này biến mẹ đi. Bà này biến mẹ đi khổ quá. Chắc nhận được đấy, không phải ấy đâu. Biết. Đấy nói tiếng mường ấy. Bắt tay chia tay cái. Đúng qua rồi. Anh về với vợ anh ở với em. Anh về với vợ anh ở với em. Cứ đánh mình. Biết đợt này không nhìn thấy anh đâu. Nhờ anh ấy xuống chơi. Đấy, vâng. Hả? Đi đi về về với chị hay ở với em? Hả? Về với chị hay ở với em nào? Khổ. Nó trêu ông ấy cấu. Biến vào đây, đây làm chứ. Thế em đuổi bà này biến đi nhá. Ờ đuổi đi bà. À, thế về với em đuổi đi nhá. Em đuổi đi phải về với em nhớ nhá. Ở trong chỗ này chơi đi. Bà này không? Bà này nữa biến đi. Khổ. Cứ lượm tiết. Lượm yêu đấy. Đây này, mọi người cả làng ra chúc mừng này. Đấy. Con cái lớn lắm rồi. Đây, bố mẹ em giữ từ trưa này, mấy bà yên kế giữ từ trưa. Một đứa 2003, một đứa 2000. Lớn rồi đi làm rồi. Đi về thôi anh ơi. Đi, đi về uống rượu đi. Về uống rượu thì gà lợn đi. Đi không? Đi, nhà em đầy rượu. Đi không? Ừ? Làm nào cho về được mẹ. Tí nữa mấy anh kia bế lên. Đưa nhà, cùng nhau đưa lên thôi. Cùng nhau đưa lên bao nhiêu người. Bà này đây. Đi về bà hay chưa? Bà hay chưa? Nói tiếng của chị đi. Hả? À, biết rồi mà. Đi về với con hển thôi. Thế nhở ăn à? Thế nhở quê. Ba hai chứ. Thế đi về mẹ em nhá. Đi. Đi. Đi về mẹ em đi. Đi nhở quê nhở quản mấy ông đó. Đi về. Đi cả xe quê cho mẹ em chụp quê. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Hai. Ông này thằng kia nào để quát anh ấy. Chúng mày không biết rồi. Quát anh. Đi về đấy. Người đấy. Đấy bao nhiêu người chào này chưa? Được rồi đấy. Lên ngay rồi. Sướng thế. Ngồi đẹp thế nhá. Bắt người yêu rồi. Ngồi đấy. Ấy không? Chú mày nào thế? Đây ba nhá, chia tay nhá. Tạm biệt nhá.